Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam trong nhóm các nước độc tài trên chỉ số dân chủ toàn cầu. Chỉ số dân chủ toàn cầu vào năm 2021 mới được Economist công bố tiếp tục xếp hạng Việt Nam vào nhóm các quốc gia độc tài trong bối cảnh nền dân chủ trên toàn thế giới bị đảo ngược và chế độ độc tài được củng cố hơn trong năm qua. Việt Nam được xếp hạng thứ 131 trên tổng số 167 quốc gia và lãnh thổ trên bảng chỉ số của tổ chức này. Một nhóm nghiên cứu và phân tích của tập đoàn Economist với thứ hạng tăng dần cho các nước có ít dân chủ nhất. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam bỏ phiếu trong đại hội lần thứ 13 vào hồi tháng 1 năm 2021. Và thông qua những trò bầu cử này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gạt người dân ra khỏi cuộc sống và sự quyết định của đất nước. Cùng với Trung Quốc, Triều Tiên, Myanmar, Lào và Campuchia và Afghanistan, Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia độc tài của khu vực châu Á và châu Úc. Việt Nam chỉ ghi được có 2,95 điểm trên thang 10 điểm, trong khi chỉ số dân chủ trung bình trong khu vực là 5,46 và trên toàn cầu là 5,28. Na Uy là có chỉ số dân chủ cao nhất tới 9,75 điểm. Đánh giá của tổ chức này được công bố vào hôm 10 tháng 2 năm 2022 dựa trên 5 tiêu chí bao gồm quy trình bầu cử, đa nguyên, hoạt động của chính phủ, sự tham gia chính trị, văn hóa chính trị và quyền tự do dân sự. Việt Nam, nơi có Đảng Cộng sản cầm quyền, không ghi được điểm nào về quy trình bầu cử và đa nguyên. Các chỉ số về hoạt động của chính phủ, sự tham gia chính trị và quyền tự do dân sự cũng đều ở mức rất thấp. Văn hóa chính trị là hạng mục mà Việt Nam có thang điểm cao nhất khi được ghi là 5 điểm. Kể từ khi tổ chức này đưa ra chỉ số dân chủ vào năm 2006, Việt Nam luôn nằm trong các nhóm quốc gia có ít dân chủ nhất thế giới và được coi là một chế độ độc tài. Theo tổ chức này, quá trình dân chủ hóa suy giảm mạnh vào năm 2021 với tỷ lệ người dân sống trong các nền dân chủ giảm xuống dưới 50% và các chế độ độc tài, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, ngày càng được củng cố. Báo cáo mới nhất của tổ chức này cho thấy nền dân chủ đã phải trải qua sự suy giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 2010 khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến những thất bại lớn. Báo cáo còn cho biết rằng việc đàn áp của Trung Quốc đối với Hồng Kông và Tân Cương cũng như sự sụp đổ của chính quyền dân sự ở Myanmar cùng với sự tiếp quản của Taliban ở Afghanistan là những yếu tố góp phần làm cho củng cố các thể chế độc tài ở châu Á. Ngoài ra, cũng theo tổ chức này, các chính phủ đã tận dụng đại dịch COVID-19 để hạn chế quyền tự do đi lại, lập hội và ngôn luận cũng như sử dụng nó như là một cái cớ để kiềm chế các tiếng nói bất đồng cũng như kìm hãm phe đối lập. Đây là hình ảnh ở Bình Dương, một phụ nữ đang dạy yoga bị phá khóa cửa và cưỡng xét nghiệm COVID-19 gây phẫn nộ dư luận trong và ngoài nước. Việt Nam đã bị tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế xếp vào trong số 83 chính phủ trên thế giới dùng đại dịch COVID để biện minh cho hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa của người dân. Việt Nam chưa lên tiếng trước báo cáo của tổ chức này, nhưng Thủ tướng Việt Nam lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz hồi tháng 10 năm 2018 tại Viên nói rằng Việt Nam là một quốc gia dân chủ, chúng tôi lên án mọi chế độ độc tài. Thống kê của tổ chức này cho biết 59 quốc gia độc tài trên toàn thế giới trong năm 2021 có tăng 2 so với năm trước đó. Hai quốc gia độc tài mới được ghi nhận thuộc Đông Âu và khu vực Mỹ Latin và Caribe. Trong thống kê của tổ chức này, trên 165 quốc gia độc lập và hai vùng lãnh thổ, 5 nền dân chủ đứng đầu thế giới bao gồm Na Uy, New Zealand, Phần Lan, Thụy Điển và Iceland. Theo thứ tự từ cao xuống, Mỹ không nằm trong nhóm các nước có nền dân chủ hoàn toàn mà được xếp vào nhóm các nước còn nền dân chủ thiếu sót. Đây là hình ảnh một cuộc biểu tình phản đối những hạn chế người dân vì lý do COVID-19 tại Bắc California, Hoa Kỳ. Trong khi đó, nhóm 5 quốc gia đứng cuối bảng với chỉ số dân chủ thấp nhất cũng đồng nghĩa với việc là các chính thể độc tài bao gồm Afghanistan, Myanmar, Bắc Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi tính từ dưới lên trên. Trong số này có 3 nước thuộc khu vực châu Á.
Trong tổng số 28 quốc gia ở khu vực châu Á và châu Úc, có 5 nước hoàn toàn dân chủ bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc và New Zealand. Khu vực này có 10 nước có nền dân chủ còn thiếu sót, trong đó có Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Singapore và Thái Lan. Và 6 chính thể đang trong giai đoạn chuyển đổi gồm Bangladesh, Bhutan, Fiji, Hồng Kông, Nepal và Pakistan. Các quốc gia phát triển ở Tây Âu tiếp tục chiếm đa số các nền dân chủ hoàn toàn khi có tới 12 trong tổng số 21 nước thuộc nhóm này trong năm 2021. Việt Nam cũng phản đối việc Bộ Ngoại giao Anh và Canada đã trao giải thưởng tự do báo chí cho nhà báo tự do Phạm Đoàn Trang, hiện đang phải thụ án tù, và cho rằng việc hai quốc gia phương Tây trao giải cho một người vi phạm pháp luật Việt Nam không có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương với Hà Nội. Chính phủ Anh và Canada đã công bố trao giải thưởng tự do truyền thông năm 2022 cho bà Phạm Đoàn Trang, là nhà báo bất đồng chính kiến nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam, tại hội nghị tự do báo chí Tallinn, Estonia vào hôm 10 tháng 2. Đây là hình ảnh Quốc vụ Khanh Anh Lord Ahmad và Bộ trưởng phụ trách Nam Á và Khối thịnh vượng chung của Anh vinh danh bà Phạm Đoàn Trang hôm 10 tháng 2 năm 2022. Đây là giải thưởng mới nhất dành cho bà Phạm Đoàn Trang, người được quốc tế công nhận về những hoạt động đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, nơi có ít tự do báo chí và thường bị chỉ trích về hồ sơ nhân quyền yếu kém. Phản ứng trước việc này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao tại Hà Nội, bà Phạm Thu Hằng cho rằng việc Bộ Ngoại giao Anh và Canada trao giải thưởng cho bà Trang, người mà chính quyền Việt Nam xem là một cá nhân vi phạm pháp luật, là một hành động thiếu khách quan và không phù hợp. Trả lời yêu cầu bình luận của nhóm phóng viên về việc trao giải thưởng, bà Hằng hôm 18 tháng 2 nói rằng nhà báo bất đồng chính kiến 44 tuổi đã bị bắt giữ và xét xử do có những hành động vi phạm pháp luật nhiều lần nghiêm trọng. Bà Trang bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2020 và bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước vào tháng 12 năm ngoái. Các chính phủ phương Tây, trong đó có Mỹ, cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng phản đối việc kết án này của chính quyền Việt Nam. Theo phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Trang đã liên hệ với các tổ chức và các cá nhân ở nước ngoài xuất bản các ấn phẩm trái phép có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn, kích động các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Hằng nói đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Ngoài việc đồng sáng lập trang Lật Khoa Báo chí, một hình thức báo chí độc lập tại Việt Nam, bà Trang còn có tác giả rất nhiều cuốn sách bị cấm xuất bản trong nước, bao gồm Chính trị bình dân và Phản kháng phi bạo lực. Đây là hình ảnh ba cuốn sách do bà Phạm Đoàn Trang viết, bao gồm Chính trị bình dân, Cẩm nang lôi tổ và Phản kháng phi bạo lực. Trước khi bị bắt, bà Trang cùng ông Vũ Nguyễn, công dân tại Mỹ gốc Việt, từng bị giam giữ ở Việt Nam, công bố bản cáo trạng đồng tâm, trong đó đưa ra những vi phạm nhân quyền của chính quyền Hà Nội trong vụ vây và bố giáp gây chết người vì tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân ở làng Đồng Tâm. Quốc vụ Anh Lord Ahmed gọi bà Trang là nhà bảo vệ nhân quyền dũng cảm của Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại giao Canada gọi nhà báo Việt Nam kết án tù là một người ủng hộ quyền con người và pháp quyền khi trao giải cho nhà hoạt động dân chủ đang bị cầm tù của Việt Nam. Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 18 tháng 2 cảnh báo rằng hành động trao giải thưởng của Bộ Ngoại giao Anh và Canada cho bà Trang sẽ không có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương với Việt Nam. Bộ Ngoại giao Anh và Canada chưa đưa ra phản ứng gì trước phản đối của Việt Nam về việc trao giải thưởng cho bà Phạm Đoàn Trang, người được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF trao giải thưởng tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng vào năm 2019. Việt Nam đã bị tổ chức ESF cho vào nhóm các nước ít có tự do báo chí nhất trên thế giới và cũng là một trong những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nhất. Tuy nhiên, bà Hằng vào hôm 18 tháng 2 khẳng định rằng Việt Nam luôn quan tâm, bảo vệ và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin. Kính mời các bạn xem bản tin Bí thư Đảng ủy thị trấn Vụ Bản lỗ mãng, vô học, xúc phạm nghi lễ tôn giáo. Bạo lực với giáo hội Công giáo gia tăng với nhiều vụ việc liên tiếp xảy ra gần đây. Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh đã có bài phân tích về hiện tượng này đăng tải. Mới đây, vụ việc một thanh niên xông vào thánh lễ giết chết linh mục Trần Ngọc Thanh
đã gây bức xúc và xúc động mạnh không chỉ trong đời sống người Công giáo mà còn gây sự phẫn nộ đến toàn xã hội, kể cả những người không thuộc giáo hội Công giáo. Đây là hình ảnh linh mục Trần Ngọc Thanh, người bị giết hại khi đang giải tội tại Kon Tum. Những vụ đốt nhà thờ, chém linh mục và giáo dân thường xảy ra ngày càng nhiều, cho thấy tình trạng đáng báo động. Có thể kể ra vài vụ gần đây nhất. Đó là khoảng 11 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2021, Trần Trọng Ca lái xe đến nhà thờ giáo xứ An Khê tại An Khê, tỉnh Gia Lai, cầm theo một chiếc dao, hai con dao xông vào bãi giữ xe của nhà thờ, rồi chém vào hai xe ô tô gây vỡ kính. Sau đó, Ca đi vào khu vực nhà ở của nhà thờ đuổi chém linh mục Trần Văn Truyền, sinh năm 1951, và anh Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1977, trú ở tổ 8, phường An Phú. Hai người được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi cơn nguy kịch. Sau khi gây án, Ca lái ô tô của mình đến một cây xăng, mua một can khoảng 18 lít, quay lại tưới vào cửa chính nhà thờ rồi châm lửa đốt. Và công an đã bắt tên Ca này để rồi kết luận rằng có biểu hiện tâm thần và thế là hết. Cho đến nay, mọi việc coi như chìm xuống. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6 năm 2020, một thanh niên và nhà thờ Đức Mẹ Hằng cứu giúp số 3 Kỳ Đồng do linh mục dòng Chúa Cứu Thế điều hành lên trên cung thánh châm lửa đốt. Sau đó, thanh niên này ra ngoài bậc thang nhà thờ ngồi, do có người phát hiện và dập tắt lửa kịp thời nên không xảy ra thiệt hại lớn. Các quý cha và giáo dân báo cho công an phường 9, quận 3 tới điều tra. Sau đó, các cha và giáo dân đã giao thanh niên này cho cơ quan đưa về phường. Thế rồi, người này cũng được cơ quan công an ra thông báo là không truy cứu trách nhiệm hình sự vì tâm thần. Thông thường, những vụ việc đó, nhà cầm quyền thường kết luận rất mơ hồ rằng các thủ phạm không tâm thần thì cũng điên điên, không dở hơi thì cũng không bình thường. Đây là hình ảnh Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989, hung thủ giết linh mục Trần Ngọc Thanh. Vụ việc tên thủ ác giết chết cha Trần Ngọc Thanh ở Ngọc Hồi, Kon Tum là một ví dụ. Nghe đoạn video mà công an đưa ra hỏi tên này, người ta không khỏi suy nghĩ rằng một kịch bản đã được giản dựng, khi mà rất lâu sau vụ việc, báo chí của cả hệ thống tuyên truyền đã không hề đả động những tội ác này, và sau đó, cả hệ thống đã copy và đăng tải bản tin mà công an đưa cho. Một vụ việc không có tâm thần, dư luận đang hết sức phẫn nộ, đòi xử lý vụ việc đến nơi đến chốn theo quy định của pháp luật. Kẻ giết chết linh mục Thanh thì một vụ việc khác đã xảy ra một cách hết sức trắng trợn vào sáng ngày 20 tháng 2 năm 2022 tại thị trấn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Khi tiếp nhận thông tin này cũng hết sức ngỡ ngàng, không thể tin được rằng trong thế kỷ 21 này lại có những chuyện rừng rú vò phá thánh lễ khi đang trong lúc phục vụ giáo hội Công giáo tại diễn ra trắng trợn đến như thế. Chính vì vậy, chúng tôi đã kiểm định lại thông tin này và liên hệ với linh mục Francisco Sa Trần Văn Liên, chính xứ của xứ này. Ngài cho biết sự việc như sau. Theo chương trình của năm truyền giáo, vào Chủ nhật thứ 3 trong tháng, cầu cho việc truyền giáo của Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Cus sẽ dành 2 ngày thăm viếng các giáo xứ miền Hòa Bình vào buổi sáng. 20 tháng 2 năm 2022 là ngày Chủ nhật đầu tiên Ngài đi thăm giáo xứ Vụ Bản thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và dâng thánh lễ cho giáo xứ đó. Đây là hình ảnh Bí thư Đảng ủy thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn là Phạm Hồng Đức cùng với Phạm Văn Chiến là Phó Chủ tịch tại thánh lễ sáng ngày 20 tháng 2 năm 2022 tại giáo xứ Vụ Bản. Sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục và dâng thánh lễ là sự kiện trọng đại của giáo xứ, đáp ứng mong mỏi của giáo dân nơi đây. Trong thánh lễ sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022 tại đây, khi thánh lễ đang tiến hành lúc hết sức linh thiêng là rước lễ, thì Bí thư Đảng ủy thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn Phạm Hồng Đức cùng với Phạm Văn Chiến là Phó Chủ tịch đã xông lên cung thánh, giành microphone làm loạn thánh lễ, bất chấp Đức Cus Vũ Văn Thiên và các linh mục đang đồng tế ở đây. Diện mạo của hai kẻ xông lên cung thánh này mặc quần áo bạt công an cấp, nhìn như côn đồ, và những lời nói đe dọa xông vào cướp microphone của nhà thờ làm loạn. Chúng hò hét la lối vào microphone và loa phóng thanh
mặc cho giáo dân vẫn đang đọc kinh cầu nguyện hết sức nghiêm túc và các linh mục can ngăn. Đặc biệt là hành động phá rối thánh lễ linh thiêng của người Công giáo là một hành động rừng rú, lỗ mãng, vô giáo dục và là sự vi phạm trắng trợn niềm tin, tín ngưỡng của giáo dân Vũ Bản cũng như Giáo hội Công giáo Việt Nam và Giáo hội Hoàn Vũ. Bởi Giáo hội Công giáo, thánh lễ là thời điểm, địa điểm quan trọng nhất, bất khả xâm phạm. Đó là sự xúc phạm không thể có bất kỳ lý do nào để biện minh. Đây là hình ảnh ông Bí Thư Đảng ủy của Đảng Cộng sản Việt Nam tại thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn là Phạm Hồng Đức bên phải tại thánh lễ hôm 20 tháng 2 năm 2022 ở giáo xứ Vụ Bản. Thật sự mà nói thì sự việc này xảy ra tại Vụ Bản, một giáo xứ mới tái thành lập, giáo dân còn ít, bất ngờ và dễ bắt nạt. Còn nếu sự việc xúc phạm trắng trợn ngang nhiên xảy ra ở những vùng giáo dân lâu đời như Vinh hoặc một giáo xứ nào đó, thì kể cả Chủ tịch nước hay Bộ trưởng Công an cũng khó mà có đường về nguyên vẹn khi ngang nhiên xúc phạm trắng trợn thánh lễ linh thiêng của người Công giáo. Giáo xứ Vụ Bản nằm trong thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, cách trung tâm Hà Nội về hướng Tây Nam khoảng 120 km. Điều rất khó cho công an và cơ quan công quyền ở vụ này là thủ phạm chắc chắn không thể bị công an kết luận là tâm thần hoặc điên như vẫn thường thấy. Điều cũng khó hơn nữa là nhà cầm quyền Việt Nam vừa có hàng loạt văn bản thông tư rằng đưa Việt Nam trở lại bình thường, mở cửa cho cả thế giới vào Việt Nam để kiếm tiền nên không thể nào dựa vào lý do dịch bệnh hoặc bất cứ lý do nào để có hành động ngăn cản hoặc phá hoại thánh lễ. Không phải ngẫu nhiên mà những vụ việc nhắm vào người Công giáo ngày càng gia tăng và ngày càng trầm trọng đến như vậy. Trong xã hội Việt Nam, một thời kể từ khi có nhà Cộng sản, người Công giáo luôn được xếp là một dạng công dân hạng hai trong mọi lĩnh vực, trong mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiều lĩnh vực, nhiều phạm vi xã hội cấm có sự có mặt của người Công giáo. Hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi việc này đồng nghĩa Công giáo với lạc hậu, với sự thù địch, với phản động được thường xuyên liên tục giáo dục cho rất nhiều tầng lớp học sinh qua các thời kỳ. Đây là hình ảnh hội cờ đỏ đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam ở Nghệ An, ảnh của báo Nghệ An. Chúng ta có thể thấy rất rõ điều này nếu như cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược với hàng chục vạn người dân, chiến sĩ bỏ mình trên biên giới cho Tổ quốc, cũng như 64 chiến sĩ bị Trung Quốc bắn chết ở đảo Gạc Ma và hàng chục ngàn km lãnh thổ của Tổ quốc, cũng như quần đảo Hoàng Sa, một phần Trường Sa đang nằm dưới gót giày của quân xâm lược Bắc Kinh. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam chỉ dành cho có 23 câu trong giáo trình giáo dục, nay thấy quá nhiều đã bớt đi, chỉ còn có 11 câu ở cuối chương trình. Thì ngược lại, những tác phẩm chống Công giáo, xuyên tạc tôn giáo nãy được một thời dạy dỗ rất kỹ và một thời lượng không hề nhỏ trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. Ở đó có Bão biển của Chu Văn, có Ngày lễ Thánh và tác phẩm đầu độc người dân Việt Nam bằng mọi cách biến một phần dân tộc thành thủ địch. Chính vì tư duy nhà cầm quyền luôn nghi kỵ, luôn tuyên truyền độc hại mọi cách có chủ ý, làm xấu đi hệ thống tuyên truyền cộng sản xưa nay về tôn giáo chân chính, đã tạo nên trong xã hội Việt Nam tư duy thù địch với người Công giáo cũng như các tôn giáo khác mà nhà nước khó lòng kiểm soát.